họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì là quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ tự họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Vậy hả? Ồ. Vậy thì á, trong những cái mối tình đó thì cái mối tình nào nó sâu đậm nhất trong cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu biết yêu á? Tôi không cần biết mối tình nào sâu đậm cả. Tôi chỉ biết đó là mối tình thôi. Tôi có nhớ một câu chuyện đầu tiên của tôi thì mặc dù không có để lại ấn tượng gì nhiều nhưng mà điều đó mỗi lần tôi nghĩ đến tôi lại cảm thấy rất là thích thú. Mối tình đầu tiên? Vâng, tôi có quen một người phụ nữ ở thế kỷ trước. Vậy là lúc đó là năm bao nhiêu ta? Khoảng thế kỷ 20 đó chị. Thế kỷ 20? Vâng. Bây giờ là mình, cái tuổi này là cái tuổi mà ranh giới giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 21 á. Thôi kệ đi, người ta sống hai thế kỷ rồi đó. Thì đúng rồi. Cô ấy chở tôi mỗi khi tôi cần, tôi đi về nhà, lúc đó là tôi không biết chạy xe. Thì cô ấy chỉ chạy chiếc xe đạp gần bên tôi, cô ấy chỉ chở tôi thôi, tôi ngồi đằng sau. Thế rồi cứ những lúc thấp thoáng, gió thổi đến, cái vạt áo dài sao của ấy tung bay lên tôi. Qua khỏi đầu tôi giống như cái, chỉ biết cái máy chụp hình hồi xưa, mỗi lần người ta chụp hình ta chui vô cái khung vải á. Thì đôi mắt tôi lúc nào cũng bị giới hạn tại một số vị trí nhất định. Có đôi khi tôi thấy áo dài, có đôi khi tôi không thấy áo dài. Tôi thấy một điều gì đó rất là mơ hồ. Có đôi khi thấy người và lúc không thấy người. Thế rồi một ngày nọ, khi cô ấy tôi đưa tôi về đến nhà đó, thì tôi mới cảm kích cô ấy bằng cách tôi pha một ly nước cho cô ấy. Thôi mời nhà trai giới thiệu về mình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân, cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tôi tên là Yên. Chào cô gái ở thế giới bên kia. Ôi trời ơi, thế giới bên kia. Bên rào bên kia chứ em, thế giới, thế giới bên kia hết nó khác rồi nha. Tôi tên là Yên, tôi đã lưu lạc trên thế gian này được 38 năm. Tôi quê hương tôi là ở mảnh đất Sài Thành này. Tôi hiện tại thì tôi buôn bán tự do. Trời ơi, một cái giới thiệu quá ấn tượng hả em ha. Rồi giờ mình giới thiệu về mình đi cưng. Em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Uyên. Năm nay em 32 tuổi, quê em ở Bình Thuận. Em hiện tại đang là kỹ sư kiểm soát chất lượng cho một công ty phần mềm ở quận 12 ạ. Một người là Uyên, một người bên kia là Yên. Yên có thể nói một chút về ưu điểm khuyết điểm của mình cho Uyên nghe được không? Ưu điểm của tôi là nhiệt tình, không tứ đổ tường và rất là biết tùy cơ ứng biến trong cuộc sống. Còn khuyết điểm của tôi là tôi khá là trực tính và trầm tính nên nhiều khi rất là ít thể hiện ra bên ngoài. Và một chút xíu lười nếu mà ít có cái động lực để thúc đẩy tôi. Giống tôi đang họp chi bộ rồi. Ừ đúng rồi đó. Thấy anh có vẻ khách sáo quá. Còn bây giờ mình sẽ nói về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em, em là một người rất là vui vẻ, hòa đồng, luôn biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và giúp đỡ người khác. Em luôn có tính kiên trì, yêu âm nhạc. Trong công ty em thường hay tham gia chương trình văn nghệ. Và người ta thường nói là hát hay không bằng hay hát. Đúng rồi. Nhưng tới đây em cũng chuẩn bị một bài hát để gửi tặng anh bên kia và cùng quý vị khán giả. Bắt đầu. Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại, và một ngày mai như hai người bạn. Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về. Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng em, như chính em, cô gái đến từ hôm qua. Rồi, hay rồi. Cảm ơn em. Và em cũng hy vọng rằng cô gái ấy không phải đến từ hôm qua mà sẽ là hôm nay, ngày mai của ngày mai nữa ạ. Rồi. Bây giờ bên kia cô gái đến từ hôm qua. Dạ. Mình đến từ hôm nào? Mình muốn tôi phát biểu là tôi đến từ hôm nào? Tôi đến từ nơi vô định. Tại vì đâu ai biết được ngày mai sẽ như thế nào. Đâu ai biết tôi là ai cho tới khi tôi thể hiện được mình. Kinh khủng quá, kinh khủng quá. Trời ơi, tôi tò mò quá à. Tôi đến từ vô định đó. Bạn thấy là cái cuộc sống của bạn á, cũng như là nó vật vào cái tính cách của mình, nó có những cái ưu điểm và những cái khuyết điểm như thế nào? Tôi sống thiên về tình cảm. Nên đối với tôi thì mọi giá trị vật chất là vô nghĩa.
vì như vậy nên tính cách của tôi rất là phù hợp với những người họ thiên về nội tâm, hoặc là nếu mà họ không phải là người nội tâm thì họ cũng phải có một chút xíu gì đó tinh tế để biết được điều này điều nọ. Tôi không đòi hỏi một người phụ nữ phải phải thế này thế nọ quá nhiều điều. Chỉ cần họ là chính họ, họ hiểu được cuộc sống như thế nào thì là quá tốt rồi. Tôi không cần hiểu họ, miễn họ tự họ hiểu họ được rồi. Vậy là bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Tôi trải ra qua rất là nhiều mối tình rồi chị. Rất nhiều? Rất là nhiều chị. Có thể ước chừng là bao nhiêu không? Tôi không thể nào dùng một cái con số để định được, rất là khó chị ạ. Vậy hả? Ồ. Vậy thì trong những cái mối tình đó thì cái mối tình nào nó sâu đậm nhất trong cái khoảng thời gian mà mình bắt đầu biết yêu á? Tôi không cần biết mối tình nào sâu đậm cả. Tôi chỉ biết đó là mối tình thôi. Tôi có nhớ một câu chuyện đầu tiên của tôi thì mặc dù không có để lại ấn tượng gì nhiều, nhưng mà điều đó mỗi lần tôi nghĩ đến tôi lại cảm thấy rất là thích thú. Mối tình đầu tiên? Vâng. Tôi có quen một người phụ nữ ở thế kỷ trước. Vậy là lúc đó là năm bao nhiêu ta? Khoảng thế kỷ 20 đó chị. Thế kỷ 20? Vâng. Bây giờ là mình, cái tuổi này là cái tuổi mà ranh giới giữa thế kỷ 20 và thế kỷ 21 á. Thôi kệ đi, người ta sống hai thế kỷ rồi đó. Thì đúng rồi. Cô ấy chở tôi mỗi khi tôi cần, tôi đi về nhà, lúc đó là tôi không biết chạy xe. Thì cô ấy chỉ chạy chiếc xe đạp gần bên tôi, là cô ấy chỉ chở tôi thôi, tôi ngồi đằng sau. Thế rồi cứ những lúc thấp thoáng, gió thổi đến, cái vạt áo dài xa của ấy tung bay lên tôi. Qua khỏi đầu tôi, giống như cái chỉ biết cái máy chụp hình hồi xưa, mỗi lần người ta chụp hình, ta chui vô cái khung vải á. Thì đôi mắt tôi lúc nào cũng bị giới hạn tại một số vị trí nhất định. Có đôi khi tôi thấy áo dài, có đôi khi tôi không thấy áo dài. Tôi thấy một điều gì đó rất là mơ hồ. Có đôi khi thấy người và lúc không thấy người. Thế rồi một ngày nọ, khi cô ấy tôi đưa tôi về đến nhà đó, thì tôi mới cảm kích cô ấy bằng cách tôi pha một ly nước cho cô ấy. Đúng hơn là một thí nghiệm. Tại lúc trước tôi chưa có thể nào pha chế được, tôi phải thí nghiệm. Tôi mang ly nước ra cho cô ấy thì cô ấy dường như cô ấy không đụng đến ly nước. Thế rồi cái tôi mới nhìn hướng mắt về ra ngoài sân và tôi nói với cô ấy rằng em có một chiếc xe rất là đẹp, nhưng mà cái xe lại nằm trên địa bàn của anh. Tôi chưa nói hết câu, cô ấy đã thay đổi thái độ tích cực. Cô ấy ăn như chưa bao giờ ăn. Vâng. Và cô ấy khi cô ấy ra về, cô ấy không quên ngoảnh mặt lại nhìn tôi với nụ cười trìu mến. Và đó là lần cuối cùng tôi gặp cô ấy. Ủa? Và sao? Có nghĩa là cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Cũng được vài tháng chị ạ. Thường thì những mối tình đi qua cái cuộc đời của bạn là lý do tại sao lại không động lại mà mình lại chia tay? Trong khoảng bình minh của cuộc đời tôi thì tôi quen với những cô gái, tôi để lại trong những mối tình ấy rất là nhiều khiếm khuyết. Vì lúc đó tôi còn quá trẻ nên có thể những lúc ích kỷ, hẹp hòi hay là ghen tuông như thế nào đó. Sau những lần thất bại như vậy, tôi tự rút ra được kinh nghiệm rằng mình sẽ phải sống khác hơn, mình phải thay đổi rất là nhiều. Khi mà tôi đã cố gắng thay đổi và càng ngày càng hoàn thiện hơn, mặc dù tôi biết là nhân vô thập toàn, nhưng mà tôi vẫn cố gắng thay đổi theo từng ngày. Thì tôi lại phải đối mặt với vấn đề mới. Đó là mình thay đổi, mình càng tốt bao nhiêu thì cái người mình gặp không được như mình mong đợi. Thế này thế nọ. Thành ra cứ thế những cuộc tình này rồi tiếp nối những cuộc tình khác, nó trôi đi một cách vô vọng. Và hôm nay bạn đến với chương trình, bạn muốn hẹn hò, bạn có một cái mong muốn gì? Ở một người khác phái phải không chị? Đương nhiên là cái bạn gái bên đây rồi. Dạ. Không lẽ người chung phái? Tôi chỉ cần một người phụ nữ tinh tế và hài hước. Còn những vấn đề khác liên quan đến người phụ nữ không quan trọng, chỉ thế thôi. Hy vọng là bạn gái bên đây sẽ hiểu và gọi là cảm nhận được những gì mà bạn nói. Hay Vân qua ngồi bên đây đi. Mời Vân. Vân đang take care cho bạn này. Vậy đi. Để tôi qua bên đây tôi coi tình hình bên đây có gì là lạ không? Em chào anh. Chào em gái. Anh không biết anh đang sống ở thế kỷ nào. Dạ, em cũng đang là phân vân, mình cũng không biết là mình đang ở đâu nữa anh ạ. Em còn nhớ em có mấy mối tình không? Dạ, em còn nhớ là em có một mối tình chính thức, hai mối tình mới trong thời gian tìm hiểu nhau. Thì mối tình chính thức của em á, là lúc đó em quen nhau được 4 năm, lúc đó tụi em mới ra trường, tụi em còn nhỏ. Hơn nữa là tụi em không cùng quan điểm tôn giáo. Còn tôn giáo đúng không? Em đạo gì? Dạ, em đạo Thiên Chúa giáo. À, tôi cùng đạo với cô ấy.
À, vậy là cùng đạo rồi. Mừng đạo quá, rồi. Được. Bạn có cảm nhận gì về bạn trai người bên kia? Em cảm nhận bạn trai bên kia là một người khá là hài hước, thú vị. Những câu chuyện của bạn đó khiến cho người ta phải liên tưởng tới nhiều thứ xuyên qua không gian và thời gian. Đó, tôi thích gặp bạn vào buổi tối mờ mờ ảo ảo đó. Bằng cái chuyện tôi nghe, tôi thích lắm. Em muốn có một cái mối tình sắp tới, một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Trước tiên á, là mẫu người lý tưởng của em là cao từ 1m7 trở lên, có công việc ổn định, có khả năng tự lo cho bản thân và những người thân trong gia đình, biết quan tâm, chia sẻ với những người khác, không có gia trưởng, không có hút thuốc, có tính cầu tiến trong công việc. Em được nghĩ hả? Là em được nghĩ không? Là người bạn tôi trai có, bên kia. Tôi có thể có vài lời với bạn nữ bên kia được không? Xin mời. Em ơi, em nói rằng em không thích có thích một người đàn ông gia trưởng đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Nếu mà một người đàn ông mà không gia trưởng thì sao mà lèo lái gia đình được? Trước tiên em xin phép nói tới quan điểm của em. Quan điểm tình yêu của em là tình yêu phải có sự tôn trọng giữa hai người. Khi mà có sự quan tôn trọng thì người ta sẽ có tính chung thủy, giúp đỡ lẫn nhau, thương yêu và giải quyết lẫn nhau, giải quyết trong công việc và cuộc sống. Thì quay lại với câu hỏi của anh thì em chỉ thấy một điều là khi mà hai người đã thật sự tôn trọng nhau và thật sự lắng nghe nhau thì như vậy mới sẽ là giải quyết được vấn đề. Theo như anh hiểu đó là em muốn hỏi về cái mức độ gia trưởng đúng không? Không phải là mức độ gia trưởng, ý của em ở đây á là không thích đàn ông gia trưởng, cái sự tôn trọng lẫn nhau. Ví dụ như là khi mà anh có một cái quyết định gì đó thì anh sẽ hỏi người yêu của anh hoặc là người vợ tương lai của anh, anh định như vậy đó, em thấy sao hoặc gì gì đó. Có sự bàn luận giữa hai người mới đi đến vấn đề, chứ không phải là từ người đó quyết định rồi từ người đó cho là mình đúng, từ người đó làm. Anh hiểu ý em không ạ? Anh biết, nhưng mà trong cái lời nói của em có gì đó nó không có rõ ràng. Không. Tại vì em hoàn toàn em không muốn một người đàn ông gia trưởng chút nào đúng không? Đúng. Thì em trả lời. Dạ đúng. Là em có muốn biết mức độ gia trưởng của anh không? Dạ, nếu anh chia sẻ thì em sẵn sàng nghe ạ. Trên mức báo động 1, dưới mức báo động 3, ít có khả năng xảy ra nguy cơ hoành hành lâu dài. Có nghĩa là không có đó, là dạ, bạn là không có gia trưởng. À, dạ. Thời trước khi gặp mình hỏi kiến người thân trước đi. Hỏi kiến người thân đi, chứ tôi còn không biết nói gì đâu. Ừ, giờ bạn đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái của em. Dạ, em xin chào chị Hồng Văn và anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Là em gái của chị Uyên. Thì về chị của em thì thực sự chị em là một người sống nội tâm. Có một cái nhược điểm của chị em đó là khuôn mặt của chị em hơi nghiêm. Nhưng mà sau khi mà tiếp xúc với chị em nhiều lần hoặc là một thời gian sau thì chị em là một người thân thiện, sống tình cảm, biết chia sẻ, biết quan tâm, lo lắng tới mọi người. Về anh trai bên này thì... Mặt anh cũng hơi nghiêm đó. Em hiểu là em cảm nhận được anh là một người sống tình cảm, nội tâm. Nhưng cái cách anh thể hiện thì làm cho người đối phương hơi bị hoang mang về cái sự tình cảm và sự chân thành của em. Nhưng em hiểu là anh có và cảm nhận được. Nhưng cảm mà dạ, nhưng mà nếu mà với chị em thì anh nên là chia sẻ hơn và đừng có làm nghiêm trọng lên. Và đặc biệt là hai anh chị cũng có cùng quan điểm tôn giáo thì điều này em rất là vui. Cho nên là em cũng hy vọng là hai anh chị cho nhau cơ hội. Dạ em xin hết ạ. Anh trai đi với ai? Tôi chỉ có đơn thân độc mã thôi. Vậy à? Độc cô cầu bại à? Độc cô cầu bại à? Mở rào. Anh. Em xin chào anh. Anh tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Món quà của anh em nghĩ là rất là độc đáo. Cái đồng hồ cát. Có thể rằng ngay lúc này đây cái món quà này chưa có ý nghĩa gì với em. Dạ. Thì tạm thời em có thể dùng cái đồng hồ cát này trong lúc em make up hoặc là thay đồ. Em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà em gửi tặng cho anh ạ. Em cảm ơn. Em gửi tặng anh một cuốn album ảnh. Như anh thấy đó, trong này hoàn toàn trống hết, chưa có gì hết. Cảm ơn em. Và em hy vọng là trong thời gian tới anh và em chúng ta cùng lấp đầy cái khoảng trống này bằng những cái bức ảnh lưu lại những kỷ niệm khoảnh khắc của chúng ta. Cảm ơn em. Và sau đó chúng mình sẽ sang một cuốn album đặc biệt hơn. Vâng vâng.
Cảm ơn em. Dạ, anh cảm nhận em là một người như thế nào ạ? Có giống như là cái mẫu người lý tưởng mà anh đi tìm không ạ? À, mẫu người lý tưởng của anh thì phải qua thời gian mới biết được. Tại vì không phải là hình thể bên ngoài. Dạ. Nên sẽ phải cần thời gian. Thì anh có thể hiểu rằng anh với em có mặt trong trường quay ngày hôm nay, có thể một phần là mình hơi khớp nên có những gì nó sẽ không được tự tin lắm. Nãy anh thấy cái yêu cầu của em, anh thấy là em nói là cần một người cao 1m7 trở lên, thì liệu điều đó có cần thiết quá không? Vì sao em cần một người đàn ông cao như vậy? Tại vì trước tiên á, là em cao 1m6, bọn em hơi điệu, em mang dép 5 phân hoặc 7 phân. Cho nên là em muốn người đàn ông đi bên cạnh em cũng có chiều cao hơn em, để mà lúc mà mình đi á, thì cũng tự tin để mà bước đi hơn. Cảm ơn em. Anh có một câu hỏi dành cho em rằng theo em, đối với riêng em á, thì hạnh phúc là như thế nào? Cái này là một câu hỏi cũng có tính trừu tượng. Không có trừu tượng. Nhưng mà theo bản thân em, những cái hạnh phúc rất là đơn giản. Những cái mà mình cảm thấy mình vui khi mình làm, mình cảm thấy là mình thoải mái với những cái hiện tại mình đang có, cái đó cũng là một cái hạnh phúc. Như chẳng hạn như là anh với em, mình cùng dành thời gian nhau, dành thời gian để đến chương trình này, để tham gia chương trình này, thì em nghĩ đó cũng là một điều hạnh phúc. Gặp gỡ một người mới, hoặc là mình nói chuyện với một người thân yêu, thì em cũng nghĩ là hạnh phúc. Nói chung đối với em, của hạnh phúc của em rất là dễ dàng, là những thứ mà hàng ngày xung quanh của em. Vâng. Dạ. Em có biết cách giữ lửa tình yêu không? Dạ, cái này cũng khó để mà nói. Nhưng mà nếu mà một người phụ nữ muốn làm cho cuộc sống của mình ngày càng đơm hoa, kết trái, thì em nghĩ là ai cũng có một cái cách của riêng mình. Nhưng mà cái cách của riêng em thì em lại thích dùng những cái món ăn tình cảm ấm áp trong gia đình. Ví dụ như là khi em có thời gian rảnh, em sẽ dành thời gian để nấu ăn và thưởng thức với cả người thân. Đó rồi, là em hỏi lại đi, cô gái hỏi lại chàng trai đi. Như hồi nãy, quan điểm của em chia sẻ là tình yêu cần phải có sự tôn trọng giữa hai người, sự chia sẻ và giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Anh có thể chia sẻ cho em được không ạ? Đối với anh, tình yêu là sự chấp nhận. Anh đến với em, anh nói với em rằng 1 cộng 1 bằng 3. Em không hề em cãi anh bất cứ điều gì, mà em chấp nhận cái điều đó, có nghĩa là em đã yêu. Anh còn nghĩ như vậy nữa. Tại vì như thế này, cuộc sống chúng ta lúc nào cũng 1 cộng 1 bằng 2. Mà 1 cộng 1 bằng 2 nó rất là đời thường. Lúc nào nó sẽ là những cái gì đó quá thực tế, quá ư là áp lực này nọ. Nó không thể nào mà nó thoát ra được. Nhưng mà đến với anh thì lúc nào cũng là 1 cộng 1 bằng 3. Nhưng mà anh sợ rằng đối với em thì một người làm một công tác này rất là thực tế, gặp anh thì hơi sống trên mây à, nên sợ rằng em sẽ cảm thấy không đồng điệu. Khó lắm em, đủ em đưa người ta 100 ngàn, em nói 10 triệu sao người ta chịu. Đúng là nói chung là nó hơi khó tưởng tượng. Nhưng mà em cảm nhận được cái sự chân thật của anh, ở bên trong của anh. Thì em nghĩ là thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi đó. Nếu mà em không cảm thấy bất kỳ áp lực gì trong cuộc sống, nếu em đang lây hoay, em đang tìm một cái lối thoát trong cuộc sống đó, thì hãy đến với anh. Anh sẽ đưa em, anh sẽ nâng niu em, tránh xa khỏi những cái vết xe đổ của người đi trước. Chúng ta có thể cùng nhau, chúng ta làm được một việc gì đó. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Anh sẽ đưa em rời khỏi thế giới này. Ủa, rời khỏi thế giới này rồi mình đi đâu anh? Mình sẽ đi về đâu ạ? Đi về nơi mà anh sẽ dắt em đi. Nhưng mà anh có thể cho em biết được là nơi anh dắt em đi sẽ là nơi nào không ạ? 1 cộng 1 bằng 3. Vậy em không có quyền được cả. Tức là anh nói gì là em phải nghe theo. Không. Tức là cái điều đó không phải là cái sự áp đặt, nhưng mà chỉ là một cách. Có nghĩa là nhiều khi là em mất định hướng trong thế giới này, em không biết phải làm gì cả. Anh chỉ đến đó, anh ngồi đó và anh nói một điều gì đó. Rồi em cảm thấy rằng điều này nó mới lạ hay như thế nào đó, rồi em tự nhiên là trong cảm xúc em muốn làm như vậy, chứ không anh không hề bắt buộc em. Thế giới khác là thế giới nào vậy em? Thế giới em có nào? Thể đưa anh tới đó một chút xíu chơi được không? Bạn này bạn dùng ẩn ý nhiều lắm. Cái thế giới mà bạn muốn dắt bạn này đến đó là cái tình yêu của bạn. Bởi vì tình yêu của bạn nó là 1 cộng 1 bằng 3. Và khi bạn này bế tắc, gặp được bạn, bạn sẽ dìu bạn này vào cái tình yêu của mình. Bằng cái tình yêu đó, bạn sẽ làm cho bạn này hết những áp lực và tìm biết một cái bế tắc. Cái là cái lối thoát trong bế tắc đó. Cái cách bạn này chắc là em đọc tiểu thuyết nhiều đúng không? Em đọc
Có đọc nhiều thỉnh không? Thỉnh thoảng thì tôi viết truyện. Tôi viết truyện với lại tôi làm những cái lưu bút, nhưng mà chỉ là trong tâm trí tôi thôi. Tôi ít bao giờ tôi viết ra trong tờ giấy lắm. Tại vì nếu mà tôi viết ra một cái gì trong tờ giấy thì nó cũng phai tàn theo năm tháng thôi, nó cũng mục rửa đi thôi. Nhưng mà chỉ có này là còn mãi theo thời gian. Vậy tôi viết tôi đọc luôn hả? Chỉ những người nào mà tôi cảm thấy an toàn, yên tâm thì tôi mới chia sẻ đôi điều. Còn những người nào tôi cảm thấy rằng rất là khó đồng điệu, hoặc là họ có điều gì đó quá ư là thực dụng thì không nên. Em biết điều gì đang thống trị thế giới không? Dạ, điều gì vậy anh? Anh hỏi em. Đó là trí tưởng tượng. Em thấy không? Ví dụ như em cơm áo gạo tiền, chỉ cùng một trí tưởng tượng, cái vàng xuống là vàng lên. Đó là tinh vịt, người ta tạo ra trí tưởng tượng để thao túng đồng tiền. Thôi mình chuyển chủ đề qua tình yêu đi. Và tình yêu là bao gồm cả trí tưởng tượng và sự bay bổng. Dạ em đồng ý, tình yêu cần phải có sự bay bổng. Đó không hề là một cái gì đó riêng rẽ, nó là một cái gì đó gắn kết với nhau. Cái này anh em biết, đồng ý. Anh biết là em rất là khó khi mà nói chuyện với anh. Tại vì anh nghĩ là rất là khó có cho em khi là gặp một người ở ngoài cuộc sống như vậy. Không phải là khó, nhưng mà em cảm thấy nó hơi mới mẻ. Nó mới so với những gì mà trước đây em đã từng có. Ví dụ như cuộc sống của em chỉ xung quanh là công việc và những người thân yêu thôi. Nhưng mà ở anh á, em tìm thấy ở anh là có một cái sự rất là thú vị. Có một cái gì đó nó trải nghiệm mới. Mà bây giờ vậy nè, chị thấy á, em bây giờ mình cũng hết giờ rồi, thành ra là em nói một cái điều gì đó về cái cảm xúc ngày hôm nay em gặp cô gái này. Đối với em thì tôi thấy rằng ngưỡng mộ em về cách em sống ở thực tế này nọ. Có nghĩa là một cuộc sống giống như em là một người bình thường trong thế giới này. Nhưng mà qua những cái lời em nói rằng, những lời em nói về những điều gì mà ta đang đi tìm á, thật sự mà nói thì những điều nó khá là chung chung. Thậm chí rằng nó không phải là điều mà tôi đang tìm kiếm. Tôi không đòi hỏi quá khắt khe, nhưng mà tại vì tôi sống trên thế giới thì tôi biết người nào thật sự họ có tâm trạng, họ có như vậy. Có thể là em sống nội tâm, nhưng mà cái cách nhìn của em thật sự là không thể nào mà để thoát được mình ra được. Tại đối với tôi, khi mà tôi yêu là tôi yêu một cách là mãnh liệt, chứ không phải tôi yêu để một cách hời hợt hay là một cái gì đó để hợp thức hóa cuộc sống này. Không phải yêu để chỉ để kiếm một cái tờ giấy hôn thú, no. Đối với tôi là không phải, tôi phải yêu hết mình. Mà đối với em thì thật sự là tôi không thể nào tôi để một cái tình yêu tôi bay bổng với em được. Tình yêu của tôi có với em thì cũng sẽ bị giới hạn ở một mức độ nào đó. Nếu chúng ta hiểu được thế giới bên kia thì chúng ta bấm. Thấy chưa? 1 2 3 Rồi. Đứng lên em. Hôm nay là một ngày cũng khá thú vị, nhưng mà thật sự là tôi cũng chưa biết là nãy giờ thật sự là tôi cũng đang cố gắng lắng nghe bạn nhiều lắm. Thật sự tôi cũng chưa hiểu điều gì ở bạn cả, nói thật như thế. Anh đang mơ hồ đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng hên xui thôi, lúc trên mây, lúc ở dưới đất. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Nhãn hàng máy lọc nước cao cấp Daikyosan tặng bạn một voucher giảm giá 50% khi mua sản phẩm Daikyosan tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc. Máy lọc nước phong thủy Daikyosan thiết kế độc đáo, lõi lọc ceramic siêu bền, màng lọc RO nhập khẩu từ Mỹ. Đặc biệt, máy lọc nước ion kềm dầu hydrogen đem đến nước sạch và tốt cho sức khỏe. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bằng sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioi, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chúc em mau tìm được một nửa hạnh phúc của mình nha.